Xin chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô là Quỳnh Anh. Ở phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo. Thì ngay bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về tác phẩm này qua 4 phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về luận đề chính nghĩa của Nguyễn Trãi. Phần thứ hai chúng ta sẽ xem Nguyễn Trãi đã viết bản cáo trạng về Giặc Minh như thế nào. Phần thứ ba đó chính là lược thuật quá trình kháng chiến đầy gian khổ của nghĩa quân Lam Sơn, và cuối cùng đó chính là lời khẳng định về chiến thắng của nhân dân Đại Việt. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất của tác phẩm này. Các em thấy Nguyễn Trãi viết rằng: từng nghe việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Nguyễn Trãi đã đứng trên lập trường nhân nghĩa để nói nhân nghĩa ở đây có nghĩa rằng yên dân phải làm cho nhân dân được bình yên, được ấm no, được hạnh phúc. Yên dân có nghĩa rằng cuộc sống của nhân dân phải được bảo vệ. Và nếu như có thế lực bạo tàn nào, có những cái yếu tố mà gây ảnh hưởng đến sự bình yên của nhân dân, thì phải trừ đi những cái bạo ngược đó để giữ bình yên cho nhân dân. Trước đây, trong quan niệm nho giáo vẫn nói rằng nhân nghĩa có nghĩa rằng là việc đối xử tốt đẹp giữa người với người. Nhưng đến với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa đã được tiến bộ hơn, nhân nghĩa đã được định nghĩa cụ thể hơn. Đó là làm cho nhân dân được bình yên, ấm no, hạnh phúc. Ở lập trường thứ hai, Nguyễn Trãi đã khẳng định sự tồn tại độc lập, chủ quyền của nhân dân Đại Việt. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Văn hiến là tổng hòa của văn hóa, phong tục tập quán, những truyền thống tốt đẹp. Và văn hiến cần một thời gian rất dài để hình thành và phát triển. Chúng ta có văn hiến, đó là một nền văn hóa đã hình thành từ rất lâu. Sau đó, Nguyễn Trãi đã đưa ra một luận điểm rằng núi sông bờ cõi đã chia, chúng ta có cương vực lãnh thổ riêng của mình. Phong tục Bắc Nam cũng khác, chúng ta có phong tục. 100 năm đô hộ hay 1.000 năm đô hộ, chúng ta vẫn không bị đồng hóa, chúng ta vẫn giữ được phong tục tập quán riêng của mình. Chúng ta có những câu thơ tiếp theo: từ Triệu Đinh Lý Trần, bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên xưng đế một vương. Nhưng tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Rõ ràng, đối với Trung Quốc, chúng ta chỉ là vương, là vua của những đất nước nhỏ. Nhưng ở đây, Nguyễn Trãi đã dũng cảm vỗ ngực và nói rằng chúng ta là đế. Đế có nghĩa rằng là chân mệnh thiên tử. Chúng ta có vua, chúng ta có chân mệnh thiên tử. Và sánh ngang với các triều đại của Trung Quốc, Triều Đinh Lý Trần, Hán Đường Tống Nguyên là bằng và tương đương nhau. Đó là một niềm tự hào. Hơn cả, chúng ta còn có lịch sử chống giặc ngoại xâm. Vậy nên Lù Cùng Tham Công nên trước dối, Triệu Tiết Thích Lớn phải tiêu vong, Cửa Hàm Tự bắt sông Toa Đô, sông Mạch Đằng giết tươi Ô Mã. Chuyện xưa xem xét, chứng cớ còn ghi. Đó là những dấu ấn lịch sử. Và chúng ta có những anh hùng hào kiệt. Tất cả những điều này đã tạo nên một đất nước Đại Việt tồn tại, có độc lập, có chủ quyền, có nền văn hiến riêng. Và đứng trên lập trường này thì rõ ràng Nguyễn Trãi đã đưa ra những yếu tố rất tiến bộ. Trước đây, Nam Quốc Sơn Hà chỉ ra rằng là tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Rõ ràng, tuyệt nhiên định phận tại sách trời. Chúng ta chỉ có những yếu tố rất cơ bản, nhưng đến với Nguyễn Trãi đã hoàn thiện cái khái niệm về quốc gia, lãnh thổ, dân tộc. Như vậy, cô và các em đã đi tìm hiểu xong phần đầu tiên, luận đề chính nghĩa của Nguyễn Trãi. Và hãy nhớ giúp cô rằng nhân nghĩa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Nhân nghĩa đó chính là cái sợi dây liên kết toàn bộ bài cáo này.